này cái mình đâu có phấn, cái này có ba sa. Này ba sa đúng không? Ừ. Nếu mà mình có khoáng trắng thiếu không? Cái thứ này nó cũng khác xa. Nếu mình giống mình vào nhìn sơ thì mình khó phân biệt đó mọi người. Bây giờ trước tiên là nhìn đặc điểm của mình đó, thì con này có phấn không? Nè, nó có phấn đó. À. À, có phấn nó sọc. À, có phấn. Ừ, nè, thấy không, này có phấn nè. Hello mọi người. À, giờ này là khoảng 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng rồi mọi người ơi. Mình đang ngủ. Anh chị Hai mới giăng tay lưới vô à. Nay hôm nay trúng cá nhiều quá mọi người. Anh Hai kêu mình ra xem cá, quay cá cho mọi người coi nha. Cái giỡn ha. À, để chị Hai lấy đi. Hệ này dân tại lưới cá sát nữa nha, khuya quá không có kêu mình. Dân tại lưới cá sát vậy là dân tại lưới neo luôn. Này làm 2-3 môn. Tại lưới mới luôn hả vậy? Nè nè. Sao thấy đẹp vậy? Đẹp nhờ với cá mấy chỗ nguyên. Một cái cá sát này trúng dữ ha. Này không đi theo anh Hai nên không có quay lúc dính cá mọi người. Mình quay cá lúc về không à. Sáng giờ này đem lại chợ là vừa luôn. Mới vô tôi sầu xấu luôn nè cả nhà. Trời ơi, hôm qua lớp đi đám cưới, lớp đi đá banh. Rồi về nhậu 2-3 chập. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Chị Hai kêu em nghe mà. Nó nói rồi, ông về nó ông tèo anh, tụi nay đi đá banh nữa, ông tèo nó chạy. Ừ. Ê con có ngát nữa hả? Dần cá sét cho ngát luôn. Wow, wow. Này trúng quá trúng rồi bà cậu, nay đậu nhiều rồi nha mọi người. Rồi, một cá một mớ. Này là cá sát. Được mà. Từ từ chứ. Rồi nè lấy gọng ở đây. Giặt lưới khuya quá chừng luôn. Vậy hả? Dính con rau luôn hả? Ủa vậy sao? Ồ. Nghe nói trúng cá, trúng cá hú qua xa thôi chứ. Giờ, tưởng đâu nó chơi. Tưởng đâu nó chơi. Đố anh ba xa này bán hay ăn? Đố anh ba xa này bán hay ăn? Ủa lộn, con mông lao này bán hay ăn? Mông lao này mình nấu cái gì, nấu gì ngon ta, nấu canh chua đi ha, hay nấu cháo, canh chua đi ha. Nó làm nấu chua. Ừ, nấu chua đi thầy ơi. Ừ. Cái này có mông lao nè cả nhà. Bây giờ ấy mình gọng tới sáng nó sống mà phải không? Sống không? Ok. Đây là con mông lao mọi người. Trời ơi, mông lao đứt lứa là mấy năm trời rồi, lâu lâu mới gặp được con. Con này cũng nhỏ cả nhà. Tầm ký mấy 2 ký à. Để sáng nay anh em mình làm món, anh em mình quay con cá bông lao này cho chính xác cho mọi người coi cho rõ. Giờ này để cho dưới nước cho nó sống mọi người, cho nó mạnh. Chứ mình kéo lên hồi cái nó yếu không. Trời ơi rồi nè. À, hú và xà hú không hay vậy? Trời ơi này gặt ghi hú luôn rồi. Nè cả nhà. Mời nguyên một đục rồi cả nhà ơi. Nay trúng cá dữ rồi. Bởi khuya quá này không có kêu, với lại mình sỉnh nè, say
Bữa nay bởi vì kêu là sao ta, ăn đám giỗ lỗ bữa cày rồi. Cái đó đi căng luôn chưa? Vậy hả? Trong đây còn mấy con ha? Có cái lăng nữa kìa. Trời ơi, gì đâu nay lía lìa vậy trời. Ở đâu? Cái này cũng để chó luôn hả? Trời ơi, bữa nay hội cá hay gì rồi mọi người? Thôi ở trong đây nè. Trời ơi, trong đục còn nữa nè. Gì ở trong đây còn mấy con à, bắt lên đang xe chia ra luôn. Trong này còn có chục con á. Còn có 4 5 con à. Còn 4 5 con xe nhỏ à. Thôi mừng quá mọi người ơi. Ok, phải không ạ? Bỏ cái thuốc rồi đi. Bỏ cái xuất khổ. Bỏ cái xuất khổ, hay nha. Để cái đuôi ngay lại, cái đuôi con dòng. Cái nữa nha. Ok, ok. Mình chụp con cá lăn làm hình nền mọi người ơi. Cá lăn cũng rồi. Hên quá. Có cần mới rồi đó hả? Ủa vậy hả? Ồ vậy là anh chị có bán 10 mấy ký nữa rồi mọi người. 10 mấy ký, ba sa hai hú. À còn cái này là cá hú nhiều ha. Đấy hả? Ôi ôi, hên. Mấy ốc ba lên với ai ốc ba? À. Hello bác ba. Bác ba giới thiệu mọi người bác ba mình nè cả nhà. Hello bác ba. Hello còn đây 26 con nó bắt nhiêu. Cái gì? Này còn đây 20 nha, đỡ đây tổng cộng 26 con đó. 6 con nữa thôi, 7 con 8 nó không được. Là 26 con đó, ông 16 thì vừa mấy chục. Bắt bao nhiêu rồi, chở bao nhiêu con à? Có bà sáng chợ bán luôn ha. Hay không? Dạ. Dạ. Bữa này là để bán lẻ hả? Hồi về bữa nay bán ở đây à. Hồi má ba bán ở đây à, dạ. Còn cá đó chị Hai đi về chợ dưới à. Chia ha. Ừ. Ừ, mà xa bự rồi. Để con coi sao thôi hả? Con vừa hú không hả? Hú ờ. Còn cái ngon. Ôi mừng quá mọi người ơi. Gần Tết rồi mà bà cậu cho cá đều đều mà nhiều như vậy là qua cũng đúng rồi không? Ba cái sổ mà nó cấp 2 kg 7. Vậy hả? Wow. Hên quá.
ba cái sủ không được 3 kg. Rồi, giờ chị Hai đi bán cá ha. Rồi bán cá rồi về cái làm lẩu cá không lao ăn nha. Rồi đợi chị về bằng hay là bằng trước ta? Thôi chị Hai nấu ngon, em nấu không ngon đâu. Đợi chị Hai về. Mình đem đi bán ở chợ xã An Hiệp dưới xa nên mình phải oxy nè. Mình phải vô thùng mới được. Ờ, à, mình có oxy nữa nè. Rồi. Ủa rồi cá sát em luôn bán luôn. Rồi. Bữa nay bà con ở chợ mình bắt đầu có cá ngon ăn rồi nè. Nhiều khi ở chợ bán cá nuôi đâu có biết không? Giờ mình nay mình bán cá ngoài sông mới bắt vô luôn, tươi gối luôn cả nhà ơi. Bây giờ bác ba lại chợ bán luôn giờ luôn ha. Hôm nay trúng nhiều lắm mọi người. Lớp mình đi cân cho mối, cho thương lái. Rồi chị Hai thì chạy xuống chợ dưới kia bán. Còn bác ba bữa nay thức sớm bán ngay chỗ chợ chị Hai thường bán nữa nha. Nhà chị Hai bán chợ gần nhà. Bữa nay thì đổi cho bác ba bán ở đây. Chị Hai chở số cá này đi xuống chợ dưới kia bán. Trời ơi, bữa nay quá đã. Lên đi rồi em xách cái vỏ cho. Đặng mới thao rồi, xách nước rồi Đặng á. Rồi, chúc chị Hai bán được giá nha. Bye bye. Bán vỏ đi về đãi ăn lẩu quá không lao. Anh đứng cho vững đi, em định này, không sao đâu. Đang có đồ hết chưa? Có cân cái này kia hết rồi không? Giờ em xách đã nha. Cô Hai. Coi cá bự quay cho coi. Khoan đã ngồi khép khép lại hả? Chơi bự. Cá ngát lên, cá ngát quảng cáo, cá ngát. Cá chê cái nè. Cá chê nó con rồi. Dạ. Chị Hương. Hello chị Hương. Dạ. Cô Phương. Dạ chị Chính. Lấy thêm không ba? Đi hết luôn hay sao? Thôi đi, chút để tự ha. Đây rồi, đây rồi. Rồi bác ba bố trí đi. Chút hết rồi. Dạ rồi. Bà cá ra bán nè. Giờ bà tổng ở lâu bán đi, giờ bà bán lại cái bắt đầu đắt. Dạ. Thấy bà bán lại cái chút lại ta mua người con. Dạ. Bác ba hồi trước giờ là bán bao nhiêu năm rồi ta? Bán cá bác ba. Mấy năm luôn. Bác ba mới nghỉ mấy năm nay vậy hả ba? Hồi lúc mày. Rồi vậy rồi. Bữa nay chúng cá nhiều, bác ba lên bán phụ với anh chị Hai rồi nữa rồi. Trước giờ bác ba bán chợ cũng lâu năm mà lớn tuổi cái có thời gian bác ba nghỉ ngơi. Lâu lâu mới lên phụ như vậy. Bình thường chỗ này là cái chỗ ngồi bán cá hàng ngày với chị Hai mình đây nè mọi người. Bán cá, bán chuột. Đó là ngồi đây bán. Sáng sớm nên mấy cô đây cũng dọn hàng ra bán. Rồi chuẩn bị chút xíu nữa mà có khách rồi. Thì này gần 5 giờ sáng rồi bắt đầu có khách rồi đó nha. Bên kia là chị Chính thì cũng bên đó cũng cá. Còn cô Phương mình đây thì gà vịt với lại mực, tôm. Là dẫn hàng của cô Phương mình. Mọi người là ủng hộ. Dạ mọi người ủng hộ.
Phía đây là gian hàng của chị Hương. Chị Hương đang bán cá gì chị Hương? Cá biển hả? Cá biển, cá lồng. Dạ. Rồi vậy là. Dạ thôi giờ con về nha. Chúc mấy cô với mấy chị bán đắt nha. Dạ dạ. Đây dạ dạ. Bình thường á thì mấy cái mùa bông lau trước thì anh hai là dính con tầm chục ký, mấy ký ngày mấy con luôn, chuyện bình thường. Lâu lâu rồi mấy năm trời rồi mới dính được con này lại nè. Được 2 ký không? Cái đó nè, lên nè, cái lưng nó có sọc nữa không? Nè. Nhưng mà anh kiếm con cá gì để lên nữa đi, ăn cho nó dễ con bị. Đó, cái đầu không khác, đâu giống cá nào đâu. Nè, không có đuôi vàng. À cái đuôi là đặc điểm nó vàng không? Nè. Của mình nó có phấn. À. Con cá này đâu có phấn. Anh hai lấy cái này ra đi. Để sáng nè. Cái này cái mình đâu có phấn. Cái này có bà. Cái này bà xa đúng không? Ừ. Nếu mà mình có khoáng trắng thiếu không? Cái thứ này cũng khác xa. Nếu mà giống mình vào nhìn sơ thì mình khó phân biệt đó mọi người. Bây giờ trước tiên là nhìn đặc điểm của mình đó thì con này có phấn không? Nè nó có phấn đó. À. Có phấn có sọc. À có phấn. Ừ, nè thấy không, này có phấn nè. Cái bụng cũng khác nữa nha. Ừ. Con này con cá hú. Ừ. Bây giờ cái con cá hú là mình dễ phân biệt nhất là cái miệng của nó đúng không? Ừ. Cái đầu của nó với lại cái màu của nó hơi xám. Màu nó xám. Là con cá hú là xong một phần. Nó có râu nó cũng dài hơn nữa cả nhà. Râu nó phía trên nè. Đây là râu của con cá hú, còn râu của con cá ba sa lại nằm phía dưới, nằm dưới hàm. Con này có con này không có râu luôn. À vậy là bông lau không có râu nha cả nhà. Có không? À, có. Có râu ở dưới cằm á, dưới kiểu như râu cằm á cả nhà, phía dưới này nè. À đặc điểm gì là nhìn cái miệng là mình biết rồi cả nhà. Vậy là cái râu cằm. Đầu cái gai cái đuôi rồi nó khác xa. Bây giờ cái phần miệng á là con bông lau nó có râu cằm. Còn con cá hú là râu mép. Thấy không? Còn con này vừa gấu mép vừa gấu càm, con ba sa vừa gấu mép vừa gấu càm. Rồi. Rồi, ok. Coi cái mình nó con bông lau nó có phấn nha. Cả nhà nhìn thấy cái phấn nè. Đuôi vàng. À đuôi vàng. Còn hai con này đuôi gì? Đuôi đỏ ha. Trắng. Đuôi đỏ với trắng ha. Ừ. Thấy không? Cái nào đuôi à cái đuôi vàng này cả nhà. Ừ. Cái phần này nó vàng nè. Nhìn chưa nó rõ. Vàng nó bè cái đuôi nó bè ra, à. Nó không có suông. Thấy không? Hai. Cái đuôi nó bè nè, nó không có suông. À, ha ha. Cái đuôi suông. Dán ngược ngang con này, ngang con này mình chụp cái. Mình chụp trước đi. Giờ này mình làm khó mấy con cá ba cá hiện tại em cá kia tẩy ra rồi đi chụp cá nó mông lau nằm giữa khác xa thì đuôi nó bè ngang dẫm ngang. Nhìn tại mình nhìn gì mới mình được cái tổng thể là cái đuôi với cái dốc của con cá rồi. Ê con cái này sao nó hết thở rồi đâu có. Nãy nó dễ gì vậy hả? Rồi còn điểm nào dân vàng nữa không? Hiện bông lau này nè, lưng nó sọc, cái đuôi nó vàng, cái có khoắn, rồi nó khác nè. À rồi. Nó nè, lưng mình cũng khác nè, đâu có giống luôn. À. Con nào giống nào. Dạ. Cái màu của con này thì nó xám hơn, cái màu con này với con này thì cái màu hơi giống thôi. Nhưng mà cái bụng với cái phần lưng là nó khác liền. Nè, nó khác, nhìn ngang nè. À, có cái sọc, kiểu như giống cá sát gì ha. Ừ. À, có cái sọc. Nó có sọc. Bông lau. Bông lau thầy. Này mới dính. Bông lau nó có sọc. À. Dạ, cá này hơi nhỏ thầy ơi. Dạ rồi, anh hãy để vô đi cho nó mạnh. Nè, ba sa nó khác nè, đâu có sọc, đâu có lưng, có ấy gì đâu. À. Nó bông lau này nó có phấn, nổi không? À. Bông lau nè. Phấn chốc nè. Phấn chốc đó. Cái này là à. Tại nó còn sống thì nó chưa có ra phấn nhiều. Con cá chết đó phấn nó ra phải nhiều mà khi mà ra phấn nhiều là bị là con cá nó bị mất cá chị hả? Còn phấn thì mới được phải không? Cái ông lâu phải còn phấn rồi còn cá mà nó chấp phấn là có cân mà ngàn con chê. À vậy là quan trọng cái phấn đó nha. Còn mấy con này không thành vấn đề ha. Rồi hên quá. Hello cả nhà, mình đang đứng ở đây là chợ An Hiệp ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Đây là khu chợ mà chị hai mình cũng thường hay bán cá đó mà mọi người. Bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi đến nơi cái chỗ mà chị hai mình bán cá nha. Cũng lâu lắm rồi mình không có đi chợ sáng như vậy cả nha. Khoảng 5 giờ rồi. Rồi còn vài giờ hàng ra bán. Ờ chuối ngon quá nhỉ. Dạ.
Dạ. Hello cô. Dạ. Chú nhiêu ký cô? Chú cao 13.000 ký. Dạ, đây có chú cao với chú già với chú gì ta? Dạ. Dạ. Đây rồi chú cô bán đắt nha. Con hôm nay không khác con lại con ủng hộ. Dạ. À, chả chiên hả? Trời ơi, chả chiên. Trời ơi, sáng nhìn thấy chả chiên nó bụng rồi nha cả nhà. Qua đã, qua đã. Bao nhiêu một ký vậy cô? 65.000 nguyên ký, 65.000. À vậy hả? 65.000 một ký hả? 65.000 ký. Rồi rồi, cho con nửa ký đi, lát lại con lấy. Rồi. Tại con mua ít nhà, ít người nên đang không hết. Để nguyên hay là cắt ra. Dạ cắt giùm con đi. Rồi rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Chúc cô bán đắt nha. Đây là khu chợ cá phía sau đây nè, chợ thực phẩm. Chị Hai đâu rồi? Chị Hai đâu rồi? Thôi ơi, mình thấy chị Hai mình rồi cả nhà ơi. Chị Hai mình ở khu Phúc biết có làm sao. Hello, hello. Trời ơi, sao tìm chị Hai khó vậy? Chị Hai ở lúc mà này luôn vậy? Rồi ha. Rồi chị Hai mình đã đi tới chợ rồi nha. Có vài hàng ra bán rồi nè. Bên đây là cá hú. Bên đó có con cá lăng nè, con cũng bự, cá lăng thứ mấy á. Vậy hả? Vậy là hồi nãy xuống rồi bà chị với lại bà bạn nhất. Vậy ha. Rồi cái này là còn ít là bán lẻ ha. À cá sát lấy hết rồi ha. À phải rồi, quên nữa, nhớ có cá sát mà. Dạ. Dạ. Ủa mình bán ở chợ vậy là khỏi giao hả chị Hai? Vậy hả? Chứ thôi em giao giùm cho. Giao đi đó, giao đi. Cá. Ở bên đó là gì ta? Cá trâu vậy? Ủa cái gì cá? Cá chấm cỏ. Này giống cá trời quá vậy. Ủa cái gì? Cá chấm cỏ. Cá chấm. À vậy hả? Tụng hả chị? Dạ. Ủa con này con chấm cỏ, còn con này nè. Thì đó, nó giống cá trôi quá. Ờ, cái này cá trôi, cái này cá chép. À dạ. Con cá trôi nó dài dài vậy nè. Trả đi mấy cô ơi. Dạ. Ăn cá điêu hồng thì điêu hồng, cá trôi, cá chép, chấm cỏ. Bên đây có cá hú, cá bà sa cả nhà ơi. Cá lăng. Ủa này lên đây bán hả? Thấy không ơi cả nhà, mình nhờ mình giao là bà cô bác xúm lại mua một phụ à. Gia mình bữa nay có tôm nữa cả nhà, tôm có hú, có la sa, cá lăng, rồi có chả cá nữa. Rồi mời cả nhà mình ở gần chợ An Hiệp thì đến đi ủng hộ nha. Con cá hai vàng ngon lắm đâu. Bao nhiêu ạ? Rồi chị Hai đi bán nha. Em về trước nha. Chúng ta bán đất ha. Bye bye. Anh chị Hai dằn cái xô đựng nước cho nó chắc. Rồi trong đây cũng có mớ cá nữa nè. Trời ơi cá cày nè cả nhà. Nay dính cá cày cũng nhiều. Bởi đám con gì á. Này cá sát thôi thêm trước. Rồi cá út. Cá út này mình ướp đá đầu sáng mình xẻ hơi khô cả nhà. Khô cá út cũng ngon. Mình coi coi nay cá cày hay nói nhiều lắm mà. Rồi cá chục con cả nhà ơi. Cá chục con mấy con cá cày á. Còn khoảng tầm ký mấy. Mười mấy con cá cày. Rồi công nhận bữa nay cá nó đi cái cá nào cũng có trúng hết trơn. Rồi bữa nay thật sự rất là mừng cả nhà, mình đang ngủ tại vì khuya á nha. Rồi nghe anh Hai gọi. Rồi nghe nó trúng cá rồi mừng hết sức mừng luôn, tỉnh 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 liền, tỉnh tồn liền.
chạy lại coi liền quá nha. Do hôm qua có việc đi đám với lại liên quan anh em rồi, rồi mình có nhậu thì không có hồi khuya hồi tối hay là không có đi với anh hai, không có quay cho mọi người coi lúc mà dính cá. Trời lúc đó chắc ra thấy ham lắm mọi người, thật ham hơn nè. Rồi con cảm ơn bà cậu nhiều, bữa nay đổ cho anh chị con. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Mọi người nhớ đón xem video cá bông lau nấu lẩu chua của anh em mình. Là chị Hai bán cá về anh em mình làm món nãy chị Hai, chị Hai có giỏi quá. Rồi tục xin kết thúc video này, cảm ơn mọi người đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Tạm biệt Hai nè. Bye bye.